Vâng, xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ quanh ta, tin tức ngày 9 tháng 8 năm 2021 có nội dung chính sau đây. Đồng chí Lê Quang Đạo, nhà chính trị quân sự xuất sắc. Và theo nguồn tin từ VTV.vn, đồng chí Lê Quang Đạo là vị tướng dạng dày, trọng mạc, một nhà lãnh đạo, đức độ và tài năng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Hôm ngày 8 tháng 8, tròn 100 năm ngày sinh, nguyên Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Lê Quang Đạo. Ngày 8 tháng 8 năm 1921 tới ngày 8 tháng 8 năm 2021, sinh thời với hơn 60 năm hoạt động cách mạng, trải qua nhiều vị trí công tác và ở cương vị nào ông cũng nỗ lực hết sức mình và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Năm 1987, đồng chí Lê Quang Đạo được bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa 8, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Trong nhiệm kỳ này thì ông đã điều hành hoạt động của Quốc hội với nhiều dấu ấn đổi mới khi số lượng văn bản pháp luật được ban hành nhiều hơn cả số luật của 7 khóa trước cộng lại, trong đó có nhiều luật và bộ luật quan trọng đánh dấu một bước chuyển mình căn bản về cơ chế thị trường. Đặc biệt, việc Quốc hội thông qua luật đầu tư nước ngoài là quyết định dũng cảm bởi ở thời điểm đó, Việt Nam chỉ có thành phần kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể. Tinh thần đổi mới còn được thể hiện ở việc mở rộng dân chủ, các hoạt động của Quốc hội, báo chí được dự các phiên họp để chuyển đến nhân dân thông tin về hoạt động của cơ quan đại diện mà họ đã bầu ra. Quốc hội khóa 8 cũng chứng kiến vị Chủ tịch Quốc hội đã đưa ra một quyết định hiếm có là tán thành danh sách cả hai ứng viên để bầu vào chức vụ Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng sau khi đồng chí Phạm Hùng từ trần. Tinh thần đổi mới cũng được đem vào trong hoạt động của mặt trận khi ông làm Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau này. Kỷ vật mà ông tặng lại cho Bảo tàng Lịch sử Việt Nam có chiếc xe đạp Favorite đã theo tướng Lê Quang Đạo từ Hà Nội vào chiến trường đường 9 Nam Lào. Chiếc điện thoại mà chỉ trong gần 3 tháng đã nhận và gọi đi hàng ngàn cuộc gọi, có lúc nghe tin chiến sĩ bị hy sinh do máy bay B-52 của Mỹ rải thảm từ điện thoại. Lặng đi khiến người ở đầu dây bên kia cũng khóc. Hai kỷ vật chiến trường gắn bó với chính ủy Lê Quang Đạo ở những chiến trường nóng bỏng nhất là chiến dịch đường 9 Khe Sanh năm 1968, chiến dịch đường 9 Nam Lào năm 1971 và chiến dịch Trị Thiên năm 1972. Công tác đảng, công tác chính trị do chính ủy Lê Quang Đạo đảm nhiệm phải được tiến hành chặt chẽ, chu đáo để xây dựng những quân đội có tinh thần thép luôn luôn vững vàng trước mọi gian khổ hy sinh. Dâng hiến trọn đời cho cách mạng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo là một tấm gương về sự hy sinh quên mình cho lý tưởng của Đảng để vượt qua mọi thử thách cam go phức tạp với những thứ chưa có tiền lệ. Ông là người tiêu biểu hiện thân của một nhà lãnh đạo đức độ và tài năng. Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến đã tới dâng hương tưởng nhớ đồng chí Lê Quang Đạo, nguyên Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí Lê Quang Đạo là một trong những vị chủ tịch mặt trận tạo bước đột phá cho sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc. Với 17 năm thông qua công tác mặt trận, đồng chí đã cùng Đảng, Đoàn, Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch đề xuất Bộ Chính trị ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết về công tác mặt trận và là người khởi xướng xây dựng luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đây chính là nền tảng pháp lý mở ra một thời kỳ mới, nâng cao vai trò của mặt trận trong sự nghiệp đổi mới đất nước, góp phần phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết toàn dân. Và đó là thông tin ngày 9 tháng 8 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích, đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi. Và nhớ đừng quên ấn đăng ký và chuông nhé. Tạm biệt.